chợ Bến Thành, ngược về luật hướng đông. Hiện tại Sài Gòn bây giờ đang có mặt tại 86 Lê Thánh Tông. Nơi đây là trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những công trình kiến trúc cổ điển xây dựng năm 1898 đến năm 1909 hoàn thành thời Pháp thuộc, có tên là Dinh Xã Tây. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa có tên là Tòa Đô Chánh Sài Gòn. Sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước, đổi tên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan hành chính của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố. Năm 2020, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch xếp hạng nơi đây là di tích quốc gia. Trôi qua từ giây buộc thế chỉ còn lại mỗi ta, phía sau cung cửa tay là tự nhốt mình trong một góc nhà, cảm giác tương thuộc nơi đâu mà sao đứa buồn không thể vơi mau. Đâu rồi những điều mà ta đang muốn hay chỉ là những nỗi đau mà ta luôn luôn che giấu vậy thôi. Nhưng lại ta không thể nào tự trước mặt Ủy ban Nhân dân là công viên tượng đài Hồ Chí Minh. Ở đây cũng rất là đẹp quý vị, nằm ở vị trí rất là đẹp, rất là hài hòa với cảnh quan. Thì đâu mà là bây giờ ta đang một mình vậy thôi, chỉ vì cảm giác đơn côi. Chỉ là ngày thứ bảy thì thôi, ta không bực độ, không cần chuẩn bị. Anh đó đang nhổ cỏ đó. Sài Gòn bây giờ đang đứng trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảnh quan quá đẹp không quý vị? Ở đây thu hút rất là nhiều giới trẻ và khách du lịch. Hầu như ai đến Thành phố Hồ Chí Minh là phải đến địa điểm này. Bình thường thì ở đây đông lắm quý vị ơi. Hiện giờ các chuyến bay quốc tế và các chuyến bay trong nước chưa có mở lại, cho nên chưa có khách du lịch. Chứ bình thường giờ này là ở đây cái chặt kín người á. Vâng, trước mặt tượng đài Bác Hồ là phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi thu hút giới trẻ thành phố
hiện nay không nơi nào bằng. Thường thường mỗi tối thì con đường này thu hút hàng trăm lượt Đây là đài phun nước các quý vị. Bình thường thì ở đây cho phun nước 24/24 mà do các anh công nhân đang làm vệ sinh cho nên là các vòi phun bị tạm ngưng. Đây là khách sạn Red nè quý vị, trung tâm Sài Gòn. Khách sạn lớn nhất đó, lớn nhất thì so với hồi xưa thôi chứ bây giờ thì nhiều khách sạn lớn hơn nhiều, nhưng mà nó ở vị trí ra rất là, vị trí này là rất là đắc địa. Đây là phố đi bộ lớn. Do dịch bệnh, các chuyến bay trong nước và quốc tế chưa có mở lại. Chứ những điểm này là có trong tour du lịch hết á. Bình thường thì khách du lịch đông lắm. Buổi chiều tối thì hai bên các tòa nhà này nó lên đèn đẹp lắm. Ở giữa là như một cái sân khấu vậy đó. Nơi đây thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, ra mắt các sản phẩm. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ. Bên tay phải của phố đi bộ Nguyễn Huệ là công trường Lam Sơn. Khoảng 25 đến 27 độ C, rất là mát mẻ, cảnh quan rất là đẹp, thu hút chủ yếu là các hiện tại thì các cặp đôi tới làm những bộ sưu tập ảnh cưới thôi, giờ khách du lịch không có thì chỉ phục vụ cho những đôi bạn trẻ. Phần lớn do dịch bệnh và các công trình mới như là Bến Thành Metro khởi công xây dựng, cho nên hầu hết các công trình ở đây như là một cái công trường này đó, đang xây dựng và phục và sửa chữa lại mới lại, cái sau này chắc đẹp lắm á.